tại sao chúng tôi có mặt lãnh trách nhiệm ở trong cái ban đại diện cộng đồng cũng như là bên liên đoàn cử tri. Tiếp theo, cái đề tài thứ hai là thời gian qua từ họp kính, từ cuộc họp kính của khu hội ở bên khu hội đó, thì chúng tôi có ý kiến gì trong cộng đồng. Thì chúng tôi có ý kiến từng giai đoạn là phải họp lại ban đại diện cộng đồng, ban giám sát cũng như là các hội đoàn họp lại để mà coi như là xóa hết những cái gì mà hiểu lầm, để mà hiểu nhau, để mà phối hợp nhau, để mà hoạt động cho nó những cái công tác cũng không ổn định được. Mà sở dĩ vừa qua nó không ổn định là lý do là tùy tiện, không có theo một nguyên tắc, không có theo bản điều lệ. Cái đề nghị thứ nhì là xác định lại cái giá trị của cái bản điều lệ sinh hoạt cộng đồng, và đề nghị nữa là thành lập cái ban, cái hội đồng đại diện các đoàn thể, tức là mỗi hội đoàn mà từ 20 người trở xuống ở trong cái bản điều lệ đó có đó, 20 người trở xuống thì một đại diện, mà trên 20 người thì hai đại diện, và coi như là ba cái cơ chế trong ban đại diện cộng đồng là ban giám sát, ban chấp hành và hội đồng các đoàn thể sẽ giải quyết mọi việc trong cộng đồng từ nhỏ tới lớn. Nếu mà nhỏ thì hai cơ chế, mà lớn thì cả ba cơ chế, và nếu lớn hơn nữa, ba cơ chế mà giải quyết không được thì phải có hội nghị khoáng đại cộng đồng, là lúc đó là mời cả đại diện các hội đoàn, và đồng thời là đồng hương nữa, có cả thân hào nhân sĩ nữa. Thưa quý vị có mặt trong cái buổi họp ngày hôm nay, tôi tên là Trần Tuấn, cư dân của khu 8. Hôm nay tôi tới đây để nghe cái sự trả lời 4 câu hỏi của ông Lê Văn Ý và bà Cao Thị Tình trong cái 4 cái câu của ông Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn đặt ra. Thì cái nạn nhân bị đặt lên trên báo Tiếng Chân ngồi ở đây và nói cho chúng ta biết được những cái sự việc xảy ra. Còn người muốn hỏi, muốn biết cái sự việc xảy ra, kết tội người ta thì lại không có mặt. Cho nên tôi chỉ tầm thường, tôi chỉ biết rằng con người ta thì tôn trọng được cái nhân nghĩa lê chí tín, mà chữ tín thì là quan trọng. Thế mà mình làm một điều mình không làm được, mà mình nói mà mình làm không được ấy, thì không ai tin mình nữa. Thì cái điều trước tiên tôi thấy là tôi bất tín nhiệm ông Nguyễn Thiếu Nhẫn, là ông giám sát viên của cộng đồng chúng ta. Ông ấy nói rằng những người mà góp ý với ông á, cải tổ lại cái nề nếp sinh hoạt trong cộng đồng, đoàn kết lại đó, thì ông nói những người đó là những người ông binh. Ở trên internet email cho ông là ông binh, không có đáng để trả lời, mà phải xuất hiện cái mặt đi, nói bằng người thật việc thật. Thì hôm nay tôi là người thật việc thật, tôi tới đây mà tôi là người âm binh, mà tôi lại xuất hiện giữa ban ngày để tôi nghe, để tôi lên tiếng. Còn ông Nguyễn Thiếu Nhẫn thì là tôi chui đi đâu mất tiêu. Chỉ có một việc đó thì tôi cảm thấy rằng một sự bất tín và sự không tin. Điểm mà bây giờ chúng ta nói đi nói lại thì cái cộng đồng của chúng ta coi như nó đã tan rồi. Tại sao? Bởi vì chúng ta từ thua tới thua. Nói thì lúc nào cũng ngon lắm, là chúng ta đã thắng. Nhưng mà cuối cùng, quý vị có thấy là cái tên Lido Sài Gòn chỉ còn hơn một năm nữa là chấm dứt. Chuyện đó thì về đâu? Đồng bào chúng ta đã tốn bao nhiêu tiền, nghe bao nhiêu lời kêu gọi của tất cả những người gọi là lãnh đạo cộng đồng, đưa cộng đồng đến đâu? Tôi không qua một trường sở nào, không qua một lớp tham mưu nào,
Nhưng tôi cũng hiểu được rằng nếu mà chúng ta cứ đưa đồng bào đi chinh chiến mãi, đi chiến đấu mãi, tiền đâu ra để mà lo những cái sự việc chống đối hết việc này đến việc khác. Những cái điều phải chúng ta làm chống cộng, đó là điều chúng ta cần làm. Còn cái điều mà chống anh em đăng báo suốt ngày này tháng nọ, điều đó có nên không? Xin hỏi ban điều hợp và ban tổ chức cho biết là vì tôi có nghe phong phanh cái vấn đề ông chủ tịch Nguyễn Ngọc Tiên và ông Liên chủ tịch liên đoàn cử tri đã bắt tay ở tại 72 đó, có phải là một bắt tay thật sự để đoàn kết hay không, hay là một bắt tay vì lịch sử? Điều thứ hai là tôi muốn nói như thế này, cái chuyện là cái vấn đề mà thì cái vấn đề mà đoàn kết thì ai cũng mong hết, nhưng mà tôi cũng mong rằng nếu ai có một người nào có vấn đề thẩm quyền thì tôi chỉ mong rằng triệu tập một buổi họp tất cả các hội đoàn để đi đến một sự đoàn kết. Tức là không, nếu không đi đến sự đoàn kết thì tất nhiên sẽ rơi vào cạm bẫy vì việc 36 của Việt Nam. Theo lời yêu cầu thì chúng tôi nói cái luôn là cái quan điểm của liên đoàn cử tri là luôn luôn là muốn có cái sự đoàn kết, mà bao giờ cái tiêu chuẩn cũng là đoàn kết thì chống cộng, cũng như là tranh đấu cho dân chủ với hữu hiệp, thì đó là chủ trương của liên đoàn. Sau khi nghe cô Tình và tất cả các anh chị trình bày thì trong đáy thâm tâm của con và với một cái người mà hoạt động lâu năm ở trong, con xin xác minh rằng con vẫn tin tưởng và đặt hết niềm tin và quý mến cái sự làm việc của lương tâm công giáo đối với cộng đồng của chúng ta và cũng như là đối với người công giáo của chúng con. Hôm nay là cái buổi họp thứ hai mà tôi đến họp mời, thì tôi thấy rằng cái người nêu lên cái buổi họp này lại cứ là mắc mạch. Ví dụ như bốn câu hỏi này là của ai không có tên, và nếu mà ban tổ chức trả lời cho bốn câu hỏi ở cái flyer này thì ai nghe? Thì cái người đặt câu hỏi không có mặt ở đây, mà nếu mà mình đã đặt câu hỏi tức là mình thắc mắc tại sao không đến buổi họp mà lại vắng mặt. Những cái người vắng mặt như vậy thì cũng có thể gọi là âm binh đấy ạ. Tôi với tư cách là thành viên của cộng đồng và tư cách là một cử tri trong liên đoàn cử tri, cho nên chúng tôi rất ân hận là chúng tôi đã đi bầu. Chúng ta đã bầu ban đại diện cộng đồng và chúng tôi đã bầu các ông bà giám sát. Thì hôm nay tôi thấy rằng quý vị mà được chúng tôi bầu đã phụ lòng chúng tôi một cách rất là lẽ, chứ không có nói là tôi ở bên nào hay là bên nào hết. Bởi vì cái lần trước đó, khi mà chúng tôi đi dự ở Evergreen đó, là chúng tôi cũng có cái tinh thần nói với lại mọi người rằng là chúng tôi muốn là chúng ta có một buổi họp khoáng đại để mà chúng ta cùng nhau mà coi như là làm sao cho nó giảng hòa lại với nhau. Bởi vì cái ý tôi muốn nói như vậy là tôi muốn kết thúc là chúng ta nên có cái ý giảng hòa trong đầu để cho cái người mà phạm lỗi 3 tháng trời mà chửi rủa người ta đó, mình cũng có một chút nhân ái để cho họ có thể trả lời những câu hỏi của mình. Tôi sinh hoạt trong cộng đồng này 20 năm rồi, tôi chưa bao giờ mà binh những người có lỗi hết.